số 3D lỗi nhỉ? Lỗi hơn cả nhà em bao nhiêu? Trước nó ổn định rồi, bây giờ đứng trong bãi. Hồi đầu là quất quẹo, sợ quẹo. Chảy gì đấy chứ, chảy bùi dùi nhỉ? À bùi dùi nó rất tốt. Rồi em hút cát rồi. Em bỏ cát rồi. Cho con cá anh thề mà đứng bên đấy quay. Thôi quay video mà. Thôi đi. Đây là hình có thêm về đèn và cá.